Tập 12. Thực ra mẹ anh chính là chủ tịch của Thế Mỹ. Nhưng anh sẽ không trở thành ông chủ của em, cũng không giữ chừng tiếp quản chuyện phát nhanh Thế Mỹ, đúng không? Đợi đã. Phản ứng của em hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ. Không phải em nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó đánh anh, mắng anh, rồi nói mấy lời kiểu như anh là tên lừa gạt. Em đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, cũng đã làm mẹ rồi. Em không làm ra cái kiểu tính tình thiếu nữ trong mấy bộ phim thần tượng đâu. Hơn nữa, bất kể anh già thế nào thì anh cũng đâu tiêu tiền của gia đình. Em cũng không tham tiền của anh. Em chỉ thích anh thôi. Em nói như vậy, anh có nghĩ em giả dối không? Quả thật anh và gia đình anh không thể tách rời nhau. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, cho dù anh không có tiền thì em vẫn thích anh. Em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Tính cách của em rất giống mẹ anh, nên anh rất muốn ở bên em, mặc kệ anh đánh cược với mẹ anh cái giá lớn như thế nào. Nghĩa là sao? Không có gì. Trước đây anh vì mình, cho nên mới nỗ lực. Nhưng mà bây giờ anh nỗ lực vì cả hai chúng ta. Không, còn có Bối Bối. Em đi mở cửa. Anh trốn ở trong phòng ngủ chút được không? Sao vậy? Không phải nói sẽ công khai sao? Bạn thân của em, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không tìm được bạn trai? Nếu cô ấy thấy em mặc dù đã ly hôn rồi mà nay tìm được một vị thái tử thì nhất định cô ấy sẽ phát điên mất. Anh mau vào đi, đi đi, mau lên. Mau lên, ngoan. Mẹ, dì Nhất Nhất mua khoai tây cho con này. Sao cậu lại mua cho nó mấy thứ thực phẩm rác rưởi này? Có là rác thì cũng không độc hại bằng đàn ông đâu, đúng không? Cậu làm gì đấy? Không sao chứ? Sao giọng nói này quen quá? Không, đi ra ngoài ăn đi. Muộn thế này rồi mà. Ai ở trong đó vậy? Không có ai đâu, đừng có nghịch. Không đúng, không đúng. Đã nói là đừng có nghịch, không có ai mà. Được rồi mà, Dương Nhất Nhất. Không phải cậu nói, mẹ cậu vừa gọi cho mình đấy. Mẹ cậu hỏi mình việc xem mắt của cậu thế nào rồi. Sau đó nếu nói không có chuyện gì thì hai chúng ta nói chuyện, rồi sắp xếp người tiếp theo cho cậu. Hai người cứ bồi dưỡng tình cảm mẹ con đi. Mình về trước đây. Nhất Nhất, cậu đã từng nghe câu thoại kinh điển của điện ảnh này chưa? Tất cả sự gặp gỡ đều là sự trùng phùng sau những ngày ly biệt. Cho nên gặp nhau rồi thì sao? Chắc gì sẽ có một chuyện khác xảy ra, đúng không? Nếu lần đầu gặp nhau mà lại chia ly, mỗi người lại gặp một người, thì chứng tỏ hai người họ không phải là tình yêu đích thực. Người bên trong hẳn là cái người nấu canh gà cho cậu. Canh gà cho tâm hồn cái gì chứ? Uống thuốc đi. Ông ơi, có phải ông bỏ giấm vào đậu phụ không? Đúng rồi, ngon đúng không? Đây là cá kho mà ông nấu đấy. Thử đi, mau lên. Dạ. Ăn đi, mau lên. Có ngon không? Ngon lắm. Ông à, bình thường lúc cháu làm gì? Cậu ăn cơm hộp hay mì gói? Chứ làm gì được ăn cơm nhà như thế này. Bây giờ cháu thấy vô cùng hạnh phúc. Lượng Lượng, nếu cháu muốn ăn cái gì thì cứ đến đây, ông làm cho cháu ăn. Ông à, cháu là Hùng Đáng, không phải Lượng Lượng. Sau này cứ để cháu nấu cho ông ăn đi. Lần trước cháu đến cũng nấu cho ông đấy, ông quên rồi sao? Lượng Lượng, cháu còn biết nấu ăn à? Lớn thật rồi, lớn rồi. Ông nói cháu nghe, tối qua Nhất Nhất ở chỗ ông buồn cả một buổi tối đấy. Cô ấy bị sao vậy? Mẹ con bé bắt nó đi xem mắt, nên Nhất Nhất buồn lắm. Nó nói với ông không muốn lấy ai hết, nó sẽ chăm sóc ông cả đời. Cháu nói xem, vậy sao được chứ?
Lỡ ngày nào đó nó nổi nóng mà tùy tiện gả cho một người đàn ông thì biết làm sao? Ông yên tâm đi, nhất nhất sẽ không tùy tiện hao phí bản thân mình thế đâu. Cháu không lo thật sao? Cháu thì làm được gì chứ? Cháu làm được gì sao? Cháu làm được nhiều đấy chứ. Không phải cháu thích nhất nhất nhà ta sao? Ông ngoại, cháu về rồi. Nhất nhất về rồi sao? Lượng Lượng cũng đang ở đây. Tôi có thể hỏi cô chuyện này không? Chuyện gì? Rốt cuộc Lượng Lượng là ai? Tôi đóng vai anh ta thì cũng phải biết rõ anh ta là ai chứ. Không ai cả. Chỉ là một nam sinh từng theo đuổi tôi hồi nhập học thôi. Trước đó thì giống một tên côn đồ, còn bây giờ cũng ra dáng lắm. Cô không rung động hả? Rung động gì chứ? Việc này cũng giống như tôi không thích ăn sầu riêng. Cho dù anh ta có là giống quý đi nữa, tôi cũng không muốn ăn. Được rồi, không thích ăn sầu riêng, vậy chắc chắn sẽ ăn dưa chứ. Dưa thì có thể suy xét. Mặc dù anh cắt hơi xấu. Lần trước tôi đến công ty anh làm loạn, xin lỗi nhé. Cô cũng biết cô làm loạn sao? Nhưng mà về tình thì có thể tha thứ mà đúng không? Lúc đó tôi làm phiền anh như vậy, anh lại biết việc riêng tư của tôi có thể không tức sao? Tôi đâu có biết chuyện riêng của cô đâu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết. Nhưng mà nói đi nói lại, cô rốt cuộc có bí mật gì? Bí mật gì mà đáng để cô làm phiền tôi như vậy? Nói được cho anh nghe mà còn gọi là bí mật sao? Được thôi, không nhắc nữa, không hỏi nữa. Dứt giúp tôi đi, cảm ơn. Đi xem mắt thế nào rồi? Anh là gì của tôi mà lại hỏi chuyện riêng của tôi, có ý gì chứ? Ai muốn tìm hiểu chứ? Là do ông ngoại cô nói với tôi đó. Vậy anh có thể đừng quan tâm không? Được được được, tôi không quan tâm. Tôi biết tôi làm gì cũng là thừa thải mà. Tôi biết tôi còn phải nhanh tranh thủ mấy ngày giúp ông ngoại cô hồi phục trí nhớ, cũng xem như tôi lập công chuộc tội. Tôi sẽ không hỏi nữa, cô cứ sống cho tốt đi. Tôi đi đây. Alo. Đừng nói chuyện đi xem mắt nữa. Thưa các cô gái, các chị em, còn có gì nữa? Bây giờ mình xin long trọng giới thiệu với mọi người. Đây là đàn anh cấp 3 hơn mình 5 tuổi. Bây giờ là biên đạo sư nổi tiếng Liễu Quân Hạo. Từ diện mạo đến nói năng, từ công việc đến tiền lương, từ EQ đến IQ, đều là đệ nhất nam thần đấy. Vẻ ngoài này, thần thái này. Nhất nhất, cậu họ Dương, anh ta họ Liễu. Nói theo lương tâm thì hai người nhất định là cặp đôi trời đất tác hợp. Ông trời đánh xét xuống đó. Cậu nhìn đi. Nhìn đi, đúng đó. Nếu thật sự là hàng xịn như mọi người nói thì cần đăng lên web xem mắt sao? Đừng ngây thơ như vậy có được không? Nhất nhất à, có thể là do công việc của người ta bận bịu, hoặc người ta cũng muốn tìm một người môn đăng hộ đối, cho nên mới phải làm như vậy. Hơn nữa, người ta còn là khách hàng VIP 10 vạn một năm đấy. Nếu không phải là mẹ đưa thêm thù lao cho bà mối của chúng ta, thì với số tiền mà chúng ta bỏ ra, căn bản không thể có cơ hội hẹn người ta như lần trước đâu. Con nói mẹ nghe, con không ưa cái kiểu phân đẳng cấp hội viên như vậy đâu. Đây gọi là thành ý. Bỏ ra 10 vạn thì nhất định có thành ý hơn. Mấy người ghi tên miễn phí. Đúng đó nhất nhất. Hay là chúng ta đừng nhắc đến điều kiện của Liễu học trưởng nữa. Cậu thử nghĩ xem, nếu sau này hai người ở bên nhau thì nhất định hai người sẽ có đề tài chung. Hơn nữa anh ta cũng có thể giúp cậu trong công việc, như vậy không phải tốt sao? Còn nữa, nếu sau này hai người kết hôn thành vợ chồng rồi, mà đôi vợ chồng này lại là bạn trong công việc nữa, thì quan hệ hôn nhân của các cậu nhất định sẽ cực kỳ kiên cố đó. Hay thế này đi nhất nhất, nếu cậu thấy không ổn thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cậu không được thì mình lên.
Nếu mình nắm được anh ta trong tay thì cậu đừng hối hận đó. Mình không được là có ý gì. Cậu đừng có tự tin như vậy. Loại hàng xịn thế này ấy mà, chưa chắc cậu đã bắt vào tay được đâu. Phép khích tướng không có ích gì đâu. Mình nói cậu biết. Nhất Nhất, con không biết là đàn ông tốt bây giờ thành tài nguyên khan hiếm rồi sao? Con đi xem mắt chút đi, cũng đâu có gì, cũng không mất mắt gì đúng không? Đúng đó, đi gặp một lần thì mất gì đâu. Nhất Nhất, vị Liễu học trưởng này đã từng học ở học viện vũ đạo của Nga đó. Cho nên lúc anh ta gặp cậu sẽ cầm một cuốn dạy khờ của Dostoevsky. Ai ngu ngốc chứ? Đà đà tư một đống cái gì chứ? Cháu có nói mọi người cũng không hiểu. Dù sao thì đến lúc đó thì cậu cũng cầm phần sau của dạy khờ đi, đến gặp mặt người ta là được. Nặng thế này mà để trên cao thế này, rớt xuống đầu ai đó thì người ta sẽ biến thành ngu ngốc luôn. Con gái à, cái mẹ lo bây giờ không phải là con không vừa ý người ta, mà mẹ sợ người ta chê con đó. Kỳ Nhất Nhất, cậu nhìn kỹ đi. Mình thấy cái này thật sự rất... Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Đỗ Thu, nhân viên giao hàng thực tập của bộ phận chúng ta. Tôi là nhân viên thực tập. Công ty đang thử thiết lập một số phương án giao hàng riêng tư trên phương diện tìm bạn nhà xem mắt, cho nên cần một số nhân viên chuyển phát nhanh, có tố chất tốt, chuyên môn tốt, nên đã đặc biệt tuyển dụng một nhóm sinh viên. Đỗ Thu chính là một thành viên của chúng ta. Đỗ Thu, cậu tự giới thiệu bản thân đi. Chào mọi người, tôi là Đỗ Thu, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Tôi sẽ dùng kiến thức chuyên ngành của mình để hướng dẫn mọi người tiếp cận với công nghệ cao, hướng về công ty của chúng ta, hướng về mục tiêu 500 công ty mạnh nhất thế giới. Cài khuy áo vào, làm việc cho tốt. Bạn tôi, tuyệt đối là bạn tôi. Trước đây toàn tìm cho mình mấy người gì chứ, lần này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Không đi, nhất định không được đi. Không đi thì chính là sợ rồi. Dương Nhất Nhất sao có thể chịu thua chứ. Đi. Nhưng mà đi thì lại đúng ý mấy người họ. Đi hay không đi đây? Đi. Nhưng không thể làm theo ý họ. Cậu sinh viên, đang làm gì đấy? Anh Lý, em bị mẫn cảm với phấn hoa. Nghiêm trọng vậy à? Anh giúp em chút được không? Muốn tôi giúp à? Giờ đứng đâu? Chính hàng bên cạnh cái hồ kia, ngay phía trước đó. Được thôi. Cảm ơn anh. Rất cảm ơn. Nếu tôi giúp cậu, còn cậu làm gì? Em rồi rồi, cậu cần làm gì thì làm đi. Nhưng không được về văn phòng sớm. Cẩn thận chủ nhiệm đã tính sổ với cậu. Dạ được à, cảm ơn anh Lý. Cảm ơn anh Dương Nhất Nhất.
Dì xem, còn chưa đến chứ. Đến rồi, đến rồi. Đó là Nhất Nhất sao? Sao cậu ấy lại biến thân thành như thế kia? Tạo hình này có chút thất bại. Bản này đẹp quá rồi, muốn trang điểm xấu cũng khó quá. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dạy khờ. Cô là Dương Nhất Nhất sao? Trương Đạt. Oppa, em tìm được anh rồi. Em thích anh lắm, anh ký cho em đi. Làm gì vậy? Đúng đó, giống thôi giống thôi. Tôi là Liễu Quân Hạo. Anh trông không giống bức ảnh trên mạng lắm. Nếu cô không hài lòng về tôi thì tôi sẽ nói với bà mối của web đấy. Không đâu, không đâu. Không phải. Tôi không phải thế này đâu. Tôi không sao, không sao. Thế này cũng không sao. Không sao, anh xem. Tôi lau được, anh xem. Lau hết rồi đúng không? Không sao mà, lau rồi đúng không? Cái đó để tôi xem. Cái răng cũng gỡ ra được mà. Gỡ xuống rồi đúng không? Anh nhìn đi. Kẹp quá nhiều mất rồi. Không sao, không sao mà. Cái đó cũng không sao mà. Thôi bỏ đi. Đợi tôi 10 phút. Tôi sẽ quay lại ngay. Nhất định anh không được đi đâu đấy. Ngồi, ngồi đi. Đợi tôi 10 phút. Sao lại chạy rồi? Đi đâu vậy? Cửa hàng gần đây nhất là đâu? Ở ngã rẽ đằng kia. Người đâu rồi? Bố nói xem, bố không biết người ta là ai. Vậy mà bố còn theo. Nhất Nhất cho tôi một tay nuôi lớn, còn thân thiết hơn cả con gái. Sao tôi có thể không đi? Bố à, loạn hết cả lên rồi. Anh gọi tôi là bố mà anh chỉ chăm sóc được một chút, có hợp lý không? Có phải anh ta muốn đi không? Anh ta sắp đi rồi. Thôi con bé, đừng đi, đừng đi mà. Cháu xem kìa. Tôi cuốn dạy khờ của tôi mất rồi. Không, không nói anh. Sao lại trở nên đẹp thế này? Là tôi. Làm quen nhé. Tôi là Dương Nhất Nhất. Liễu Quân Hạo. Mời ngồi. Tôi có thể chụp một bức ảnh với anh không? Anh giống thần tượng của tôi lắm. Tôi phải đăng Weibo. Nhất định phải chụp một kiểu. Xem ra ngày gì làm bà ngoại không xa rồi. Còn của hai đứa nó sẽ xinh đẹp đến mức nào chứ. Dù sao cũng phải đẹp hơn bối bối. Nào nào. Được rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Không, cô ngồi đi. Ngồi đi. Rồi rồi. Xin chào quý khách. Xin hỏi cô muốn dùng gì? Water. Water là gì ạ? Water là water. Xin cô đợi một lát. Dương tiểu thư, mấy cái này đều là giải thưởng mà tôi đạt được ở Anh, Đức, còn có ở Nga nữa. Còn có cả lời bình của thầy giáo. Còn cái này là chứng minh thu nhập hiện tại của tôi. Cái này là chứng minh tài sản tôi đang sở hữu. Còn cái này là giấy khám sức khỏe mà tôi mới kiểm tra xong. Thân thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Ngày mai chúng ta có thể kết hôn sinh con. Anh nói chuyện trực tiếp quá rồi.
Anh nói xem anh có bao nhiêu giấy tờ chứng minh như vậy. Còn tôi chỉ có chứng minh nhân dân. Anh xem không? Không cần. Cô không cần đưa bằng chứng cho tôi đâu. Cô là người thế nào, thực ra với tôi cái gì cũng không quan trọng. Tôi đều chấp nhận được, không phản đối. Ý anh là gì? Có chuyện gì gấp mà tìm anh? Món quà xem mắt chuyển phát nhanh. Cái hội sở cao cấp này nhất định là đàn ông chuẩn bị kết hôn. Không, là ép hôn. Dương Nhất Nhất đang ở đây à? Qua của cô ấy. Anh cho làm thế nào? Liên quan gì tới anh? Tốt lắm mà, cho anh cơ hội báo thù. Cậu thôi đi, anh mà phải làm thế sao? Cậu nghĩ xem chủ nhiệm Đào với chủ tịch Du có tha cho anh không? Vậy càng tốt, nhảy qua đi ăn máng dây đứt đi. Chủ tịch Hoàng sẽ tha à? Anh nói này, có phải thằng nhóc cậu không muốn anh làm việc trong ngành này à? Em thấy anh nghĩ cách báo thù mà. Đến cũng đến rồi, anh đi vào xem thử đi. Mau lên rồi đi. Quan hệ của anh với cô ấy mới hòa hoãn được một chút. Cậu muốn vào trong đó thì đi đi. Hai người không là bạn thì cũng là người quen mà. Chẳng lẽ anh không muốn vào xem rốt cuộc người đàn ông Dương Nhất Nhất gặp là ai sao? Anh không tò mò à? Mau đi đi. Vậy em đi đây. Tôi hiểu rồi. Nói vậy nghĩa là bạn gái cũ của anh đã qua đời 10 năm rồi. Bây giờ thì anh tùy tiện tìm một cô gái. Nên kết hôn thì kết hôn, nên sinh con thì sinh con. Dù sao thì anh cũng không yêu đối phương. Là ý này phải không? Đúng vậy. Cuộc sống vật chất mà cô nên có, tôi sẽ cho cô hết. Có cả sự che chở, chăm sóc mà cô cần. Còn có đời sống vợ chồng thỏa đáng. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con. Cô yên tâm, những gì tôi làm được không hề kém bất cứ ông chồng nào, ngoại trừ tình cảm. Con gái mà, có những người từng yêu đương cũng từng chịu tổn thương rất nặng, cho nên cũng hết hy vọng với tình yêu. Cô thì sao? Tôi nghe nói cô cũng vậy. Hết hy vọng rồi nên không muốn bàn đến chuyện yêu đương. Cô cũng là người trải qua dâu bể tan điền. Những gì cô muốn bây giờ chỉ là yên ổn sống qua ngày, kết hôn sinh con. Vậy thì chúng ta cứ làm thế đi. Nếu có một ngày cô muốn ly hôn với tôi thì cứ yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy cô đâu. Sau khi ly hôn thì sao? Tôi sẽ đưa cô thêm phí nuôi dưỡng. Dương tiểu thư, thực tế mà nói thì cô cũng không cần tốn nhiều thời gian thế đâu. Lại còn đi mua bộ quần áo mới nữa, trang điểm đẹp thế này. Cứ để diện mạo như lúc nãy thì đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt, như nhau cả thôi. Anh Liễu, anh muốn giở trò lưu manh một cách đường đường chính chính đúng không? Dựa vào đâu mà niềm vui của anh lại thành lập trên sự đau khổ của người khác? Hạnh phúc của người khác không phải hạnh phúc à? Hạnh phúc cũng được, mà tình yêu cũng vậy, đều là sự thay đổi của hormone. Cho dù là một chút rung động thì tôi cũng mãn nguyện, anh quản được sao? Anh ta đến đây làm gì? Ai? Hùng Đáng. Vậy thì cô ấu trĩ quá rồi, tôi rất thất vọng. Cho hỏi ai là người nhận? Tránh tránh ra. Biết thế nào là sự phấn khích của hormone chưa? Này thì phấn khích đó. Sao anh lại đến đây? Không, tôi giao qua cho cô. Đi mau, đi, mau lên. Biết hôm nay tôi đi xem mắt nên đến xem trò cười phải không? Anh có ý gì chứ? Tôi nhất nhất, nhất nhất. Để con đi. Qua đây, con giải thích rõ ràng với mẹ. Đau đau, con giải thích đi. Sao đẩy người ta xuống nước chứ? Con đền cho mẹ một cậu rể kim cương đi. Mình còn định mệnh ta đến phòng làm việc dạy nhảy đấy. Nhất nhất, mình điều tra rồi, gia thế rất khá, nói không chừng có thể giúp chuyển phát nhanh thế mệnh của chúng ta. Có dùng thì cũng là công ty gia đức chúng tôi dùng. Cậu ta là con rể của tôi, đều như nhau mà, sao có thể chứ? Cái kiện chuyển phát này ai ký nhận giúp tôi đi. Thấy chưa, đây mới là tình yêu thật sự của con. Đi nào anh yêu. Đứng lại đó Dương Nhất Nhất. Cậu làm gì vậy? Nhất Nhất, con đang kể chuyện cười sao? Đem chuyện chung thân đại sự ra làm trò. Mẹ nói con biết hôm nay vấn đề nghiêm trọng rồi. Con làm sao vậy? Điên rồi à? Ngốc rồi hay sao? Con quậy đến đầy đường, lại còn tùy tiện túm lấy một gã. Con là con gái mẹ, mẹ là mẹ ruột của con. Mất mặt chết đi được. Dương Nhất Nhất, cậu đúng là đồ đói bụng ăn hoàng. Ngay cả cậu ta mà cậu cũng không tha. Tối tăm mịt mù.
Im miệng. Lượng Lượng, ông già ta cũng không phải người không biết đạo lý. Cậu thích nhất nhất nhà chúng tôi cũng được, nhưng mà bây giờ không được. Đợi cậu đậu đại học, nỗ lực học hành thì có gì mà không thể chứ. Còn các con nữa, về sau không ai được giới thiệu đối tượng cho Nhất Nhất nữa. Nhất Nhất bao nhiêu tuổi chứ? Đến tuổi kết hôn rồi sao? Nói đi. Các cháu đi đi, ông yểm hộ. Nhất Nhất, Nhất Nhất, ai cũng không được đi theo. Em yêu, hình như trên đời này anh đã tìm được một người giống em rồi. Là em mang Dương Nhất Nhất đến bên anh sao? Là em sao? Anh Mặc, anh cười cái gì vậy? Anh tìm cho anh Nhất một công việc tốt để anh ấy báo thù Dương Nhất Nhất. Có ý gì vậy? Hôm nay Dương Nhất Nhất đi xem mắt, đối tượng cô ta đặt một bó hoa ở chỗ chúng ta. Anh để cho Nhất Nhất đi rồi, anh Nhất đi làm được gì chứ? Nếu anh Nhất đủ thông minh thì nhất định sẽ khuấy lên rối tung. Anh Mặc, anh không sợ Dương Nhất Nhất trả đũa anh Nhất sao? Cô gái đó thù dai lắm. Không đâu, thật đó. Bình thường đổ quan cho tôi, mắng tôi thì cũng thôi đi, hôm nay còn hôn tôi nữa. Thì sao? Anh lại nhảy suốt một đường rồi đó anh trai à? Không phải chỉ bị hôn một cái sao? Anh chưa từng hôn con gái à? Dương Nhất Nhất, cô nghe kỹ cho tôi. Cô hôn tôi là muốn lấy tôi làm bi đỡ đạn thì phải nói trước với tôi chứ. Sao lại có kiểu cưỡng ép như vậy? Tôi chỉ đi đưa qua cho khách thôi, kết quả bị khách hàng lợi dụng. Cô bảo tôi sau này phải lăn lộn trong nghề thế nào đây? Nói như bản thân anh thuần khiết lắm vậy. Rõ ràng là anh đến xem chuyện vui, lấy tôi làm trò cười, không đúng mà. Ai thèm lấy cô làm trò cười? Đó là do bản thân cô vốn dĩ làm trò cười rồi. Nếu không thì cứ kiểu như cô, lần nào xem mắt mà cô mang được chút tình ý theo chứ. Cô chỉ thấy khuyết điểm của người ta thôi. Cô nghĩ mình là tiên nữ hạ phàm mà. Anh nói gì đó? Giỏi thì nói lại lần nữa đi. Trong lòng cô nhất định có chuyện, nếu không thì là có người khác. Cô nói xem trong lòng cô có người khác mà vẫn đi xem mắt, thì tới lúc chết cô vẫn không xem được ai đâu. Im miệng. Cô nói tôi im thì tôi phải im à? Dương Nhất Nhất, hôm nay cô đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Tôi đã giúp cô mà cô còn ở đây mắng tôi. Không đúng gì chứ. Nụ hôn đầu sao? Anh không sao chứ anh trai? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói đến nụ hôn đầu? Rõ ràng đó là nụ hôn đầu. Sao cô cười gì? Alo sư tỷ. Được, em qua đó ngay. Tình chị em mà, cũng hợp mốt đó. Dương Nhất Nhất, quản cái miệng của cô cho tốt. Sư tỷ của tôi mời tôi ăn cơm, mà tôi cần gì giải thích với cô chứ? Anh biết nói chuyện không vậy? Nhất Nhất, Nhất Nhất, con đứng lại cho mẹ. Nhất Nhất, anh đi đâu? Tôi đi cùng với. Nhất Nhất, sao cháu lại dừng lại? Mau đuổi theo đi. Dì nhìn đi, có cái kia chắn rồi, làm sao mà đi vào được? Cháu nói xem. Để em giới thiệu cho chị. Nhất Nhất, đây là sư tỷ của tôi, Đại Xuân. Sư tỷ, đây là đồng nghiệp của em, Nhất Nhất. Chào cô. Bạn cô Hùng Đáng cũng là bạn của Đại Xuân tôi. Lần đầu gặp gỡ, cạn ly. Sao cô không cạn đi? Ly đầu tiên phải cạn chứ. Được. Cô tên là Dương Nhất Nhất, đúng không? Đúng đúng đúng. Sau này tôi gọi cô là Nhất Nhất. Được. Cô thật xinh đẹp đó, khiến người khác nhìn qua là không thể quên được. Nào sư đệ, sư tỷ kính em một ly. Cảm ơn em giúp chị giáo huấn Triệu Thụ và con hồ ly tinh của anh ta. Cạn ly. Làm gì vậy? Cô bạn gái của Triệu Thụ kia. Không phải.
Không phải, là bạn gái cũ mà. Không đáng. Làm người thì phải có qua có lại. Nâng lên được thì cũng buông xuống được. Em thông minh hơn chị. Không đâu, chị nói gì vậy? Nào nào nào, cùng uống đi. Nào, nào nào, uống đi. Nhất Nhất à, cô mà không uống được thì đừng cố nhé. Sư tỷ tôi, người ta gọi là chị gái 6 cân đó. Nói gì vậy, nói xấu chị trước mặt người ta. Là còn lần đầu gặp mặt nữa chứ. Sư tỷ, nào, cạn. Chị nói đúng lắm. Đàn ông trên đời này đều giống nhau hết. Đại Xuân, chị hãy nhớ, bất kể Diệu Thụ nhà chị có vấn đề gì, chị cảm thấy thế nào, chị muốn oán trách ai, muốn đánh muốn giết thì phải tìm người đàn ông, đừng rút nó lên người phụ nữ. Nói đúng lắm. Tôi nói hai người đủ rồi đó. Một người đàn ông như tôi vẫn còn đứng đây phục vụ hai người đó. Em nói chị nghe, đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Tình yêu là tất cả đối với người phụ nữ. Nhưng đối với người đàn ông thì tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ. Lúc yêu chị thì thề non hẹn biển, cái gì cũng nói ra được. Nhưng mà lúc chị cần anh ta nhất thì sao? Anh ta chỉ biết bảo vệ mình thôi. Đàn ông đó mà, thay lòng còn nhanh hơn cả thời tiết nữa. Cô từng nhận được sự dịu dàng, cô từng nghe được mấy lời đường mật. Nhưng còn tôi, không có gì hết. Tôi không có cái gì hết. Ít nhất chỉ còn thấy người ta. Tôi thì sao? Ngay cả cái bóng người ta cũng không thấy. Dù sao, đàn ông cũng không phải thứ gì tốt. Đúng, chẳng có kẻ nào tốt lành cả. Đại Xuân, hôm nay em nhận người chị em là chị. Sau này chuyện của chị cũng là chuyện của em. Được, đủ thành ý. Uống rượu. Nào, uống rượu. Cạn nhé, cạn. Sai tới mức nói nhảm rồi. Đã thế này rồi em có mang cô ấy về nhà được không? Không sao đâu, yên tâm. Cô ấy vẫn thường thế này. Khi nào mà tình cảm hai người tốt như vậy vậy? Em nói này sư tỷ, chị đừng đùa nữa. Cô ta không phải người điên sao? Sao em có thể dựa mắt cô ta được? Cô gái điên à? Kim Châu cũng là một cô bé điên cuồng đó. Mà cũng đâu thấy em thế này đâu. Được rồi, không nói chuyện nữa. Nhanh đi đi. Đi đi. Rồi, em đi đây. Đi đi, đi cẩn thận đấy. Chú ý an toàn. Yên tâm đi. Tình yêu là tất cả của phụ nữ. Nhưng đối với đàn ông thì nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ. Lúc anh ta yêu chị thì thề non hẹn biển, cái gì cũng thốt ra được. Nhưng lúc chị cần anh ta nhất thì sao? Anh ta chỉ biết có bản thân mình thôi. Sư phụ, anh sao vậy? Hôm nay không muốn đánh nữa, không có tâm trạng. Sư phụ, hôm qua anh giao hàng cho Dương Nhất Nhất, kết quả thế nào? Cái biểu cảm này, có chuyện gì sao? Được rồi, đừng nói chuyện của anh nữa. Không phải cậu có chuyện muốn nói với anh sao? Rồi, cứ yên tâm nói đi. Bất kể cậu nói gì, anh cũng không đánh vào mặt cậu đâu. Sư phụ,
Cái võ quán này là của em. Thái độ gì đây? Anh không ngạc nhiên à? Tôi ở cùng phòng với cậu cũng lâu như vậy rồi. Dù tôi có ngốc hơn nữa, tôi cũng biết cậu với chúng tôi không phải người sinh ra cùng một môi trường. Tôi không vạch trần cậu là vì tôi nghĩ cậu không có ác ý. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ sẽ kiếm lời gì từ cậu. Thế mấy người Dương Tiểu Đà thì sao? Có lẽ là biết mà không nói ra. Thực ra đàn ông kết bạn không tồn tại nhiều vấn đề như vậy. Dù cậu xuất thân ra sao cũng không ai ghét bỏ cậu. Em cứ nghĩ em đã giấu kỹ rồi. Mặc dù không lừa được bọn Dương Tiểu Đà, ít nhất cũng phải lừa được anh chứ. Không ngờ sư phụ anh lại là người tài ra vẻ ngu ngơ. Nhân sinh của em thế mà thất bại rồi. Có điều tiểu tử cậu tuổi còn trẻ mà có thể mở cái võ quán lớn như vậy, được lắm. Cuộc đời mà, cũng phải có cái gì để bù đắp chứ. Nói đi, còn có chuyện gì giấu tôi nữa? Anh đoán xem. Đào Văn, hai người cậu quen nhau bao lâu rồi? Sư phụ, ngay cả chuyện này cũng bị anh nhìn ra. Anh phát hiện ra lúc nào? Nói đến thời gian thì thật sự cũng chưa lâu lắm. Thôi cũng coi như là còn chút mặt mũi. Anh không hỏi em về gia cảnh của em sao? Tôi biết gia thế nhà cậu thì có ích gì chứ. Cậu có thể giúp tôi kiếm tiền sao? Hay giúp tôi thăng quan? Không giúp được. Vậy thì phải xong hết rồi sao? Sư phụ, thực ra hôm nay em tìm anh là có một chuyện muốn nhờ anh. Nói đi. Em muốn anh rời khỏi công ty Thế Mỹ. Đến đây làm gì? Bởi vì năm nay em muốn đạt được hạng đầu về thành tích công việc. Nhưng em không vượt qua được anh. Anh cũng không thể cố ý nhường em. Như vậy không công bằng với khách hàng. Cho nên cách duy nhất là anh tự rút khỏi cuộc thi. Nhưng mà anh không nghĩ anh muốn thi đấu với cậu. Nhưng mà với thế cục hiện nay, anh chính là đối thủ của em. Cậu nói rõ ràng chút đi. Lý do thì sau này em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Nhưng chuyện này có liên quan tới tương lai không xa của em. Chuyện em và Đào Văn có thể ở bên nhau hay không? Nghiêm trọng thế sao? Em sẽ đưa anh 20 vạn xem như bồi thường. Không phải lúc này anh đang cần tiền sao? Chữa bệnh cho bố. Lý Mặc, cậu nhớ lấy. Chuyện của bố tôi sẽ tự giải quyết. Không đến lượt cậu lấy tiền cho tôi. Sư phụ, anh đừng tức giận. Chỉ là em thấy để anh rời khỏi công ty Thế Mỹ thì không ổn lắm, cho nên mới bồi thường. Được rồi, sau này đừng nhắc chuyện này. Việc rời khỏi Thế Mỹ thì để tôi cân nhắc đã. Người anh em Hùng Đáng, đấu một trận nào. Hôm nay anh ấy không ổn lắm, chỉ là làm nóng người, chơi đùa chút thôi mà. Được rồi, sư phụ, em đi tắm trước nhé. Đi đi. Với thân thủ của anh, hoàn toàn có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp rồi. Anh có lý tưởng sống của anh, tôi cũng có lý tưởng sống của tôi. Theo tôi thấy, anh thực sự nên xem xét đề nghị của tôi. Rồi tôi sẽ thử. Báo ca, thực ra có chuyện này tôi muốn tâm sự với anh. Nói đi, có chuyện gì anh em giúp được anh không? Lần đầu tiên tôi đến võ quán Minh Đạo là vì đến tìm anh. Thật sao? Quá ra là vậy. Đúng vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh thì tôi hoàn toàn không nghi ngờ anh nữa. Anh có thể giúp tôi điều tra xem liệu có nhân tố nào không? Thực ra người có thân thủ tốt như vậy không nhiều. Người anh em, tôi nghĩ chuyện này cậu nên giao cho cảnh sát đi. Anh nói xem, chúng ta chỉ là người dân bình thường, sao có thể quản được nhiều chuyện thế? Nhưng chuyện này lại có liên quan tới tôi. Nếu tôi không điều tra rõ ràng được thì tôi phải mang cái ô danh này mãi mãi. Thanh giả tự thanh, người học võ như chúng ta sao có thể không có đạo đức? Tốt nhất là có thời gian thì anh đến quán võ chúng tôi luyện tập. Tôi đi trước đây.